Thì bác Cảnh chào nhà nhá. Đây, cháu thanh lý một cái vườn. Hello, hi. Hello, đây, 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 đấy. Cây của cháu nó thanh lý một cái vàng Đài Loan và cây ban nhỉ. Vâng. Vàng Đài Loan có khoảng 20 cây, đo cách mét đây là nó khoảng 30. To hơn hoặc bé hơn 30 thì nhá, cây rất là đẹp này. Đấy. Khoảng 20 cây nhá. Anh nào chốt để cho. Nghe chú ơi. Một, đấy. Làm cây công trình nhá. À cô Hương phải không một, ạ? 1 2 3. Và cảm nhận rồi nhá chú nhá. 4 5 6 7 8 9 10 11. Thế đéo đâu mà 20 cây à? Đúng được. Cả trong ngoài kia ông. À được 20 cây. Ừ thôi 20 cây đấy. Ừ 20 cây. Vành tầm 30 trên dưới 30 bằng Đài Loan. Đấy. Ban thì nhiều chứ hơi nhỏ. Tán quá đẹp luôn. Ờ bằng Đài Loan nó tán trồng vỉa hè quá đẹp nhá. Anh nào có dự án quanh nhà trồng thì alo nhá, tiệp cây cảnh nhá. Đây rồi. Tí quay cả mấy cây ban. Vành vừa đo rồi, cây hơn 30 cây, 30 cây kém 30. Đo cách mét nhá. Chiều cao nó tầm 5 mét, thấy không? 6 mét, chiều cao 6 mét. Để cắt vợi gì. Đấy. Nô khoảng 20 cây. Còn ban này, bán hết cả ban à? Bán hết. Ban thì hơi bé đấy. Mày đo ra một cái ban chỗ này. À, và ban vừa đo rồi, cách mét vành 20 thôi. 20 có cây to hơn không ạ? Có cây to hơn đây này, có những cây to xuống này. Thì một cây đấy, một cây đấy thôi. Vành á, có cây to đấy, đấy. Vành 20 hoặc là cũng thế thôi. To hơn tí. Đấy. Đâu, ở đấy câu kia có mấy cây to nhỉ? Đấy, ờ. Ở bên đấy mấy ban to, đúng rồi, bên đấy to. Đấy, bên kia cũng ờ. Ban thì khá nhiều nhỉ? Ban nhiều ấy. Vài chục cây ấy nhỉ? Alo. Đây, ban này các bạn nhé. Cái này chuẩn bị làm... chuẩn bị làm nhà đấy, cháu nó thanh lý nhá, thanh lý vườn ban. To này này. Đấy. Trước Tết ăn 2 tháng lương rồi. Đúng rồi, ăn hết 2 lương rồi, là hết tiền tiêu rồi. Đây ban nhá. Ban thì hơi khá nhiều đấy. Có mượn tạm đâu được không? Mượn tạm đâu để cháu lấy xuống chiều tối cháu xuống lấy xong rồi ấy đóng cho, kiểu đóng hộ. Ai à, ngoài này mấy cây to lắm nhỉ, ban to đấy. Ôi ôi mấy cái này to lắm. Ngoài này cây to mà. Ồ. Này cái này cây mỗi cây này phải 50. Cái này chắc chắn 50 rồi. Hai ba cây. Ai đây ạ? Ô anh Nương à? Úi giời ơi, thiệp cái cảnh gặp anh Nương nhá. Lãnh đạo khu đây. Ban nha. Rất nhiều và rất nhiều nhá. Anh nào mà có dự án công trình thì alo đấy. Cháu nó để giá chắc là rẻ thôi. Alo. Ok nhá. Kiếm được nhau.